chấn động, bí mật động trời năm 2024 âm lịch, tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, được thần tài ban lộc, ăn lộc trời ban, trúng số 100 tỷ, đổi đời giàu nứt đố đổ vách trong 3 tháng phát tài này. Đầu tiên xét cung mệnh cuộc đời tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, trời sinh người tuổi Đinh Mùi, mang mệnh thủy, tính cách họ cũng như dòng nước êm đềm, hiền hòa, khéo léo và dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác mà được mọi người vô cùng quý mến. Có thể nói, người tuổi Đinh Mùi mệnh thủy là người rất trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè, họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân, không tính toán được mất ra sao. Chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng bởi quá nhiều cảm xúc, ý kiến đưa ra mang tính chủ quan, nên cẩn trọng khi tính chuyện làm ăn, hợp tác cùng với người khác. Vận mệnh người tuổi Đinh Mùi mệnh thủy khá vất vả và tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có cuộc sống sự ổn định an nhàn. Ngoài ra mệnh chủ không thích hợp để kết hôn sớm, nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc bền lâu. Về vận trình sự nghiệp, nếu trong quá trình mở rộng lĩnh vực kinh doanh, phát triển thêm về phương diện khác mà gặp phải khó khăn thì chớ nên nản chí, cần phải kiên trì thì mới có được thành công, nên hướng phát triển ra ngoài. Nếu gặp khó khăn thì cơ thể xin sự trợ giúp của anh em, bạn bè. Nếu có thể tìm được người có cùng chí hướng thì vẫn có thể tiến tới hợp tác làm ăn. Cùng nhìn lại cuộc đời mà người tuổi Đinh Mùi đã trải qua. Theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường nên Đinh Mùi mới mưu cầu thành công và thành tựu. Vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ, muốn làm cho hết khả năng của bản thân nên Đinh Mùi mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Đinh Mùi mới cố gắng vất vả ngược xuôi ở cái thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi Đinh Mùi vấp ngã, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài, nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, kẻ tệ bạc cũng không ít. Chung quy chỉ có thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực, đời người ai mà không vấp ngã, lắm lúc Đinh Mùi cũng thấy mừng, vì ít ra còn ngã sớm trong các thời đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy làm lại từ đầu và đón ánh nắng sáng sớm đẹp đẽ và cuộc đời trong những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi lại chán nản buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng lại cố chấp lảng tránh những gì mình đã gây ra. Sau này lại thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này, Đinh Mùi sẽ không làm vậy. Cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn thấy trái phải, để thấy vẫn còn một vài người tin yêu đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng, Đinh Mùi giờ sống sung túc hay vất vả, họ đều mang cho mình những vết thương sâu lắm. Đinh Mùi ơi, nếu có buồn hãy cứ khóc ủ ê, khóc lớn một trận, cuồng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến dài thân. Rồi sau đấy tự nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn nhảy ra khỏi cái vòng an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn tới những thành công mới, sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc, Đinh Mùi có thể đổ tại vận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin, hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên, mọi thứ vẫn là do chính mình quyết, mọi họa hại, mình sẽ phải mạnh dạn đối diện. Có người nói đất trời như một lồng giam, ở trong đó kẻ yếu xên gì cao, người mạnh mẽ kiên cường chống chọi, nhưng không có nghĩa người mạnh mẽ không khổ. Đơn giản họ vẫn đang tìm mọi cách để cuộc sống xoay vần, nào có thời gian mà than thở. Bạn là nhân tố duy nhất có thể cứu rỗi cuộc đời mình, bạn là người duy nhất hiểu rõ cuộc đời mình, biết mình muốn đứng đâu, biết mình mong ở vị trí nào, cũng chỉ có bạn mới biết cách khắc phục, phát huy những điểm mạnh của chính mình mà thôi. Không cần quan tâm thời thế, không cần mảng tới bói toán, nhân tâm mong chính là thiên ý muốn, nỗ lực đủ nhiều, mồ hôi đủ lắm, kiên cường đủ dài lâu, vạn sự sẽ đạt được cái đích của sự bình hòa. Cuộc đời Đinh Mùi đã sống và cống hiến, đã chiến và nỗ lực, đã vấp ngã 7 lần, đứng dậy 8 lần, rồi sẽ có lúc Đinh Mùi mừng vì ngày hôm nay đã không bỏ cuộc, chịu đựng sống nhục chứ không chịu đựng sống hèn, như một cái thất bại thua của cả đời. Kỳ thực, Đinh Mùi là một người vô cùng mạnh mẽ. Theo lá số tử vi dự báo bước vào năm 2024 âm lịch, người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967 vốn đã gặp rất nhiều khó khăn và thử thách.
Tuy nhiên, nếu mệnh chủ chạm mặt 3 tháng phát tài này, thì quý vị ắt hưởng lộc trời ban, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, đổi đời đại gia, giàu nhanh như vũ bão. Để biết cụ thể chi tiết vận mệnh năm 2024 âm lịch, thì xin mời quý vị cùng theo dõi. Xét tổng quan năm 2024 âm lịch, tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Xét về thiên can, Đinh gặp giáp bình hòa, tự lực lo liệu mọi việc, ít sự hỗ trợ từ mọi người xung quanh. Nhìn chung công việc hay tiền bạc, tình cảm trong năm đều duy trì ở mức bình ổn, ít sóng gió. Xét về địa chi, Mùi gặp thìn lâm cục diện xung thái tuế, nhiều thử thách đặt ra, đòi hỏi đương số luôn phải ở trong tư thế sẵn sàng đối mặt. Công việc xuất hiện nhiều cạnh tranh, chèn ép, tiền bạc khó kiếm vì ít cơ hội lớn. Xét về ngũ hành, bị lưu liên khắc chế, sức khỏe tuổi Đinh Mùi giảm sút, chú ý các bệnh về gan xuất hiện, không ít trở ngại trong công việc khiến kết quả khó như ý nguyện, tài lộc vì thế mà cũng ảm đạm. Tiểu kết, do đối diện với cục diện xung thái tuế, người tuổi Đinh Mùi phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách mà cuộc sống đặt ra, bạn ít nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, nên việc gì cũng cần phải tự lực cánh sinh. Tuy nhiên, đừng vội bỏ cuộc, bởi cứ cố gắng rồi bạn sẽ tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Trong năm tốt nhất, quý vị nên lập cho mình một quỹ tích lũy nhỏ quý vị nhé. Có như vậy, quý vị mới có thể đảm bảo được tiền bạc của mình. Người làm công ăn lương vẫn có cơ hội thăng tiến cho mình, chạm tay vào ngưỡng cửa của thành công. Dấu hiệu thăng chức xuất hiện khoảng giữa năm trở đi. Trước đó quý bác cần sự chuẩn bị cho mình, như chăm chỉ, cày cuốc, tìm tòi và học hỏi kinh nghiệm. Với người làm ăn, kinh doanh, trong năm có quý nhân phù trợ, quý bác có thể mạnh dạn thực hiện kế hoạch mà mình đề ra, càng cố gắng thì càng thu về thành công lớn quý bác nhé. Nhìn chung năm 2024 đem tới khá nhiều cơ hội phát triển cho người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, chỉ cần bạn tập trung vào nhiệm vụ của mình và nắm bắt thời cơ, thì khả năng thành công khá cao. Năm nay của bạn vượng vận quý nhân, dù gặp khó khăn cũng có người sẵn sàng giang tay tương trợ, tiền bạc đủ tiêu, đủ xài, gia đạo ấm êm, không phải lo nghĩ quý bác nhé. Xem tử vi năm 2024 âm lịch, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, theo vận niên. Theo tử vi tuổi Mùi 2024, tiến vào năm Giáp Thìn, tuổi Đinh Mùi gặp vận niên, long đắc vũ, tức rồng được cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Hình ảnh này mang hàm ý, một năm hay lo việc bao đồng, chỉ đi lo việc cho kẻ khác, chạy đôn chạy đáo khắp nơi cũng vất vả lắm, trong khi đó việc của bản thân thì khó bề như ý. Xem tử vi Đinh Mùi sinh năm 1967, theo sao hạn. Đối với nam mạng Đinh Mùi, theo sao chiếu mệnh, sao Thái Bạch. Thái Bạch là hung tinh chủ về tiêu tán tiền của, dân gian có câu sao Thái Bạch quét sạch cửa nhà, ý chỉ năm có sao này chiếu thì tiền bạc biến động mạnh, tiền dù có làm ra nhiều nhưng cũng tiêu tán mạnh, khó mà tích lũy. Sao này còn gây bất lợi về công việc làm ăn, kinh doanh buôn bán có tiểu nhân quấy phá, hao tốn nhiều tiền của, thậm chí trắng tay. Gặp hạn toán tận chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Tiểu kết, năm có hao tinh chiếu, lại gặp hạn chủ về hao tán, báo hiệu một năm phải chi tiêu nhiều tiền của, thậm chí có nguy cơ thua lỗ trong làm ăn, kinh doanh, đòi hỏi nam mạng Đinh Mùi phải hết sức tỉnh táo. Ngoài ra, đi đứng cẩn trọng đề phòng tai nạn bất ngờ, đau ốm lâu khỏi, phải chữa trị tốn kém. Đối với nữ mạng Đinh Mùi, theo sao chiếu mệnh, sao Thái Âm. Thái Âm là phúc tinh, mang tới sự cát lành, vui tươi, được toại nguyện ước mơ cho nữ mạng Đinh Mùi sinh năm 1967. Cát tinh này trợ mệnh rất tốt cho nữ giới, nó cũng có tác dụng hóa giải hữu hiệu khi gặp khó khăn, hứa hẹn mang tới nhiều điều vui tươi, may mắn cho bản mệnh trong năm 2024. Theo niên hạn, hạn Huỳnh Tuyền. Hạn Huỳnh Tuyền chủ yếu gây đau ốm, hao tài. Bản mệnh trong năm dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa, mưu cầu danh lợi gặp khó khăn hơn. Tiểu kết, năm có cát tinh có tính chất cứu giải kịp thời chiếu mệnh thì khó khăn nào cũng dễ vượt qua. Công việc làm ăn ban đầu có thể gặp trục trặc nhưng sau đều được giải quyết ổn thỏa. Đau ốm cũng chỉ qua loa, gặp thầy gặp thuốc nhanh khỏi. Tiền bạc có vào có ra, đời sống vật chất đủ đầy, không lo túng thiếu. Có điều, cẩn thận khi đi đường sông nước kẻo gặp thủy tai. Về phương diện sự nghiệp,
Trong năm Giáp Thìn 2024, tuổi Đinh Mùi may mắn được quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp dần bước vào giai đoạn ổn định, hứa hẹn một năm hài hòa, sóng yên biển lặng. Công việc không quá nhiều cản trở, chăm chỉ làm việc, ắt gặt hái được thành quả xứng đáng. Nếu có chủ động, bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra cơ hội thăng tiến mà không cần bất cứ ai tác động. Biểu hiện và chất lượng công việc sẽ nói rõ năng lực của bạn tới đâu. Đó là lý do Đinh Mùi chỉ cần chú tâm và gắng hết sức mình, cấp trên sẽ có những đánh giá xứng đáng với màn thể hiện của bạn. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để đương số chú trọng mở rộng phương diện ngoại giao, tăng cường giao lưu, tiếp xúc với người quyền thế. Khi thời cơ đến, họ sẽ là quý nhân nâng đỡ con đường thăng quan tiến chức của bạn. Cái thiếu của đương số nằm ở sự quyết đoán, nhất quán về mục tiêu và kế hoạch rõ ràng. Chỉ cần bổ sung được chắc chắn sẽ thu về thành công rực rỡ. May mắn có long chỉ cắt tinh trợ mệnh, bản mệnh sẽ được tiếp thêm động lực, tinh thần phấn đấu mạnh mẽ hơn hẳn, thậm chí khát khao đến cháy bỏng. Rất tốt cho những ai đã và đang muốn khởi nghiệp trong năm 2024, tỷ lệ thành công rất cao. Tuy nhiên, dù có cát tinh hỗ trợ, nhưng cũng không ít hung tinh rình rập, gây điều tiếng thị phi. Bạn nên hành xử cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tai bay vạ gió. Về phương diện tài lộc, tài chính của người tuổi Đinh Mùi nhìn chung đã được cải thiện hơn trước rất nhiều. Không chỉ thu nhập tăng lên, mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên, giúp bạn cải thiện cuộc sống. Tất cả là nhờ vào cái khí của thiên tài. Thứ tài trong năm sẽ là nguồn thu chủ yếu của con giáp này, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn lúc này, hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Bản mệnh càng xông xáo, có sự chủ động trong mọi việc, dám thử sức với các lĩnh vực mới, phá giới hạn của chính bản thân mình thì càng dễ thu lợi. Còn nếu chỉ an phận ai bảo gì làm đấy, sẽ chẳng có sự đột phá nào xảy ra. Thậm chí dù có lợi thế, nhưng cơ hội tan biến trong nháy mắt nhìn được đấy, nhưng lại không nắm bắt được. Tuy vậy, hung tinh thiên quan kết hợp với thiên cầu cảnh báo, các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn khá mong manh, nếu không chú ý tắt chặt sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Đặc biệt, bản mệnh cần đề cao cảnh giác những kẻ lừa đảo, những người kinh doanh được khuyên làm ăn, buôn bán phải thận trọng trước những chiêu trò của đối thủ cạnh tranh. Để giữ được lợi thế của mình, bạn có thể dành thêm thời gian để quan sát đối thủ. Có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thông qua việc quan sát đó, bạn vừa có thể nắm bắt hướng đi của đối thủ để có phương án phòng bị phù hợp, lại vừa có thể học tập từ chính đối phương để điều chỉnh lại bản thân. Trong năm này, những ai làm trong lĩnh vực tài chính, bán hàng, bất động sản cần chú ý theo dõi biến động thị trường, tránh vì chạy theo cái lợi trước mắt mà đưa ra phán đoán sai lầm, gây thiệt hại tiền của. Về phương diện tình cảm, gia đạo, năm 2024 được dự đoán là một năm khá thuận lợi về mặt nhân duyên của Đinh Mùi. Các mối quan hệ xã giao hài hòa, gia đạo yên ấm, không có mâu thuẫn nào quá lớn, đôi khi có xung đột giữa các thành viên, nhưng không kéo dài và mức độ cũng không quá quan trọng. Bản mệnh cũng nên chú ý lời ăn tiếng nói, tránh rước thị phi, phá hỏng các mối quan hệ. Ngoài ra, vợ chồng nên cùng san sẻ gánh nặng, cuộc sống sẽ ngày càng gắn kết, ít chuyện phiền muộn. Trong năm có thể dành nhiều thời gian hơn cho mình và gia đình bằng những chuyến du lịch hay đi chơi xa quý Đinh Mùi nhé. Về phương diện sức khỏe, bước sang năm 2024, tuổi Đinh Mùi bị hung tinh tang môn, thiên cầu hoành hành, nên sức khỏe sa sút điểm, báo còn dễ xảy ra tai nạn, thương tật với mức độ không hề đơn giản. Bản mệnh sẽ khó tránh khỏi những ảnh hưởng bất lợi từ hung tinh gây ra, như rối loạn giấc ngủ, ăn uống kém ngon, lâu ngày còn có thể ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày và công việc. Đặc biệt, sức ảnh hưởng của thiên cầu hung tinh không hề nhỏ, không những gây ra trợ lực, sự cố cho phương diện công việc, tranh chấp, kiện tụng, pháp luật, mà còn gây tai nạn bất ngờ khó lường trước về sức khỏe, như va chạm xe cộ, té xe, bị đuối nước. Bản mệnh cần hết sức thận trọng khi tham gia các hoạt động thể chất mạnh hoặc môn thể thao mạo hiểm. Tham gia giao thông nên tuân thủ đúng luật, giữ khoảng cách an toàn và giữ tỉnh táo. Lại có cô thần ảnh hưởng, bản mệnh dễ nảy sinh tâm lý cô đơn, buồn tủi, khiến tinh thần sa sút, nhiều nỗi phiền lo, dần sinh tâm bệnh, dẫn tới tình trạng mệt mỏi, ăn ngủ đều kém, lười hoặc sợ vận động, cân nặng tăng giảm bất thường. Trong năm, Đinh Mùi cần học cách chia sẻ nhiều hơn với bạn bè, người thân,
không phải việc gì cũng giữ kín trong lòng để rồi tâm tính u uất, cơ thể tiềm tàng bệnh tật, ốm đau. Quý vị thân mến, như trên tiết lộ tiếp theo đây, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý bác về 3 tháng may mắn nhất trong năm 2024 âm lịch để quý bác có được sự chuẩn bị tốt trong tương lai. Tháng phát tài đầu tiên là tháng 5 âm lịch. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi Đinh Mùi bước sang tháng mới có nhị hợp trợ mệnh, vận trình đại cát đại lợi, làm gì cũng thông thuận, suôn sẻ. Quý nhân xuất hiện mang tới cho bạn những sự trợ giúp kịp thời, những cuộc bắt tay hợp tác đem về nhiều kết quả tốt đẹp, tiền bạc cũng dễ dàng kiếm hơn, tiền tỷ cầm tay, giàu có nhất họ. Trên phương diện sự nghiệp cũng có nhiều chuyển biến tích cực, dù vẫn có không ít những thách thức, nhưng bản mệnh vẫn có thể vượt qua nhờ khả năng ứng biến linh hoạt. Các hạng mục đều diễn tiến theo đúng như kế hoạch, thậm chí có một số việc tồn đọng từ trước đó cũng có thể giải quyết nhanh gọn, từ đó quý vị cũng có thể thu về một khoản lớn về túi. Tuy nhiên nguyệt lệnh lâm mộ khiến tâm tính bản mệnh sẽ thay đổi, cần có sự nghiêm túc và kiên trì theo đuổi mục tiêu, chớ đứng núi này trông núi nọ hay ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, kẻo phá hỏng lợi thế và may mắn mà mình đang có. Về tài lộc, chính tài tăng mạnh, người làm công ăn lương vẫn thu nhập cố định nên không lo thiếu thốn. Với những năng lực mà bạn đang thể hiện, bạn hoàn toàn có cơ sở để mạnh dạn đưa ra đề xuất tăng lương cho những gì xứng đáng mà bạn bỏ ra. Tất nhiên có làm ắt sẽ được ghi nhận, không làm thì ngược lại, thứ tài cũng có dấu hiệu khởi sắc, lợi cho đường kinh doanh, buôn bán và đầu tư, thu nhập tăng lên đáng kể khi bản mệnh có thể đưa ra quyết định nhanh gọn và dứt khoát, dám chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn hơn. Người nào đang có ý định khởi nghiệp kinh doanh thì có thể bắt đầu vào tháng này vì khá phù hợp. Có điều may mắn đến thì cũng có thể đi bất cứ lúc nào, quyết định thành hay bại vẫn ở chính khả năng và sự nỗ lực của bạn, đừng ngủ quên trên đỉnh vinh quang quá sớm, kẻo cơ hội sẽ trôi qua rất đáng tiếc. Ngoài ra, con giáp này cũng nhận được khoản tiền bất ngờ, có thể là được ai đó trả nợ, hoặc được thưởng hoa hồng, các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng. Đây cũng là tháng có đào hoa nở rộ cho Đinh Mùi. Nhân cơ hội này, bản mệnh nên mở rộng mối quan hệ, được mai mối giới thiệu cho những người phù hợp. Sau người có đôi thì sẽ gặp rắc rối khi tiếp xúc với người khác giới, thậm chí còn khiến tình cảm gia đình rạn nứt. Tháng phát tài tiếp theo đó là tháng 8 âm lịch. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, bước sang tháng 8 âm lịch, các phương diện cuộc sống của người tuổi Đinh Mùi có bước phát triển rõ rệt. Điểm báo may mắn cho thấy việc kiếm tiền trong tháng vô cùng lớn, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, đổi đời cải vận, giàu có nhất vùng, đặc biệt đối với nữ mệnh. Trên phương diện sự nghiệp, do có quan đế chiếu mệnh, quý vị chỉ cần tập trung hơn vào công việc của mình, hoàn thành xuất sắc công việc theo kế hoạch đã đề ra. Nhờ vậy cấp trên cũng sẽ giao cho bạn những công việc khó để bạn thể hiện bản lĩnh của mình. Dịch mã cho thấy, có thể bản mệnh sẽ phải vất vả một chút, song kết quả nhận được hoàn toàn đáng giá. Công việc thuận lợi cũng giúp quý vị kiếm được một khoản tiền lớn về tay. Trong chuyện làm ăn, kinh doanh, tuy có vất vả, bạn phải bôn ba nhiều nơi để tiếp xúc với đối tác, mở rộng mạng lưới khách hàng, song việc kiếm tiền vẫn diễn ra thuận lợi, các khoản tiền kiếm được ngày càng gia tăng, tiền bạc dư dôi cũng khiến cuộc sống của quý vị nhanh chóng có thay đổi lớn. Có điều, trong công việc quý vị hãy luôn giữ chữ tín của mình, như vậy thì quý vị sẽ nhanh chóng tạo được lòng tin với mọi người, khiến cho công việc kinh doanh tiến triển suôn sẻ hơn, tạo đà phát triển trong tương lai. Trên phương diện sự nghiệp, dịch mã cho thấy tháng này là thời điểm bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều để tìm kiếm khách hàng, đối tác và mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình. Điều bạn cần làm là phải biết rõ điểm mạnh của mình, tạo ấn tượng tốt đẹp cho đối tác, có như vậy thì quá trình làm ăn về sau sẽ trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều. Với người làm công ăn lương, thành tích tốt trong sự nghiệp là yếu tố giúp bạn có một núi tiền rủng rỉnh. Chắc chắn cấp trên sẽ chẳng cao kiệt với một nhân viên luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như bạn đâu. Nếu có ý định bắt đầu các kế hoạch mới trong tháng này, có lẽ bạn cũng phải hơi vất vả một chút. Tuy nhiên quý nhân xuất hiện đúng thời điểm sẽ giúp bạn vạch ra được hướng đi phù hợp với bản thân và xu hướng xã hội, giúp tiền chạy về túi đều đặn hơn. Có điều, dù công việc có thuận lợi tới mấy, bạn cũng chớ coi thường những rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tốt nhất hãy luôn kiểm tra mọi thứ thật kỹ càng, tránh sai sót không đáng có, phải dùng tiền của bản thân để sửa chữa sai lầm. Tháng phát tài thứ 3 đó là tháng 10 âm lịch. Bước sang tháng 10 âm,
Vận trình của con giáp này có những lợi thế hết sức lớn lao trong tháng mới, nhờ có sự hậu thuẫn của nhiều các tinh chiếu mình. Đây là một tháng mà sự dứt khoát và mạnh dạn sẽ mang tới nhiều may mắn cho bạn. Bạn đừng quên cuối tháng có thực thần xuất hiện, ban cho bạn cơ hội kiếm tiền vô cùng lớn, tiền bạc thu về túi một khoản rủng rỉnh hơn trước rất nhiều. Công việc có khá nhiều chuyển biến tích cực, chẳng những mọi nỗ lực của bạn đều được đền đáp xứng đáng, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, mà còn có cơ hội chinh phục đến những nấc thang quan trọng. Hầu hết những khó khăn trước đây đã được tháo gỡ, nên con giáp này nhanh chóng tìm được giải pháp thay thế cho những sai sót trước đây. Tuy nhiên, thuận lợi hiện tại cũng đồng nghĩa với việc cạnh tranh cũng sẽ tăng lên. Điều này đòi hỏi bạn phải có sự trau dồi kỹ năng, kiến thức mới có thể theo kịp thời đại. Tháng này dù không có tài tinh chiếu mệnh, nhưng nhờ những cơ hội tiến triển tốt đẹp trong công việc, nên hứa hẹn thu nhập của bản mệnh tăng lên đều đều. Chính tài được đảm bảo, bạn nên tập trung phát triển sự nghiệp ở thời điểm này, hơn là ôm đồm quá nhiều mục tiêu kinh doanh ngoài sức tưởng tượng, kẻo cuối cùng việc nào cũng lỡ dở, thậm chí còn thua lỗ. Trong tháng mới, tuổi Đinh Mùi có xu hướng trở nên hướng ngoại hơn, năng nổ kết giao, mở rộng khắp mối quan hệ hợp tác, kể cả trong việc tìm kiếm một nửa tình yêu cho mình. Các hoạt động đồng đội cũng hứa hẹn đem về cho quý vị những mối quan hệ như ý. Với người làm công ăn lương, công việc tiến triển thuận lợi, kéo theo thu nhập được đảm bảo, thậm chí tăng đều dành cho những khoản lương, thưởng, hoa hồng hậu hĩnh. Nếu chăm chỉ và chứng tỏ được vị thế trong công việc, bạn vẫn có thể khiến tài khoản của mình tăng lên nhanh chóng. Thời điểm này, bạn nên tập trung phát triển sự nghiệp chính hơn là ôm đồm quá nhiều mục tiêu kinh doanh ngoài sức mình, kẻo cuối cùng công việc nào cũng lỡ dở, thậm chí còn thua lỗ. Dù có nóng vội muốn gia tăng tài sản đến đâu, nhưng nếu chưa phải thời cơ thích hợp cũng đừng vội đưa ra những quyết định vội vàng, thiếu suy nghĩ, bản mệnh nên học cách đánh giá tình hình cẩn thận và khôn ngoan hơn. Với người làm ăn, kinh doanh, tháng ngũ quỷ sẽ không tốt cho việc đầu tư mới, mở rộng hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao, có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không thể lường hết được, hay kẻ xấu lợi dụng sự cả tin, thiếu kinh nghiệm của bạn để chuộc lợi. Vì thế, chớ nên đánh giá chủ quan bất cứ điều gì, đặc biệt khi người có kinh nghiệm ngăn cản, thì đừng có cố làm ngược lại để thể hiện bản thân mình. Vấn đề tiền bạc khá nhạy cảm, thời gian này bản mệnh cũng tránh cho vay mượn khoản lớn. Quý vị thân mến, tiếp theo đây ban biên tập chương trình sẽ đưa thêm cách hóa giải phong thủy cho người tuổi Đinh Mùi, gặp được nhiều may mắn, tài lộc và bình an hơn trong cuộc sống của mình. Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Hướng tốt, hướng xấu cho nam tuổi Đinh Mùi. Nam Đinh Mùi sinh năm 1967, có cung mệnh là Càn, thuộc Tây Tứ Mệnh, mệnh nạp âm là Thiên Hà Thủy. Hướng tốt theo bát trạch gồm có hướng Tây Bắc, tức Càn, được phục vị, phổ bật thủy tinh. Hướng Đông Bắc, tức Cấn, được thiên y, cự môn thổ tinh. Hướng Tây Nam, tức Khôn, được phúc đức, vũ khúc kim tinh. Hướng nhà, hướng giường ngủ, cửa bếp, bàn thờ, nên chọn hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam. Nhà vệ sinh và bếp ăn nên chọn Ất và Đinh. Sử dụng và bài trí các linh vật theo la bàn phong thủy để được may mắn và bình an. Về mặt sức khỏe, đặt một bình hoa to trong phòng khách và phòng ngủ, treo các loại tranh ảnh, hình chim hạc theo hướng sao tốt. Về mặt trí tuệ, đặt một bức tượng Phật, tâm kinh theo hướng phúc đức hoặc đặt tháp văn xương theo hướng sao tốt. Về mặt công danh, sự nghiệp, đặt một ấn quan bằng ngọc đẹp, treo một sâu tiền cổ hướng phúc đức, phục vị. Về mặt tài lộc, đặt một bể cá cảnh ở hướng Tây Nam, treo tranh sơn thủy. Hướng tốt, hướng xấu cho nữ Đinh Mùi. Nữ Đinh Mùi, sinh năm 1967, có cung mệnh là Ly, thuộc Đông Tứ Trạch, mệnh nạp âm là Thiên Hà Thủy. Hướng tốt theo bát trạch gồm có hướng Chánh Đông, tức Chấn, được sinh khí, tham lam mộc tinh. Hướng nhà, bàn thờ, giường ngủ, hướng cửa phòng bếp nên chọn hướng Nam, hướng Đông và Đông Nam. Nhà vệ sinh, bếp ăn nên chọn Dậu, Tân, Càn, Hợi. Chọn vợ chồng hoặc đối tác làm ăn nên chọn những người thuộc Đông Tứ Mệnh. Sử dụng và bài trí các linh vật theo la bàn phong thủy để được may mắn và bình an. Về mặt sức khỏe, nên treo từ 3 tới 4 ngọn đèn trường minh đăng, trồng một cây vạn niên thanh ở cung sinh khí và cung thiên y. Về mặt trí tuệ, đặt một bức tượng hoặc ảnh của Bồ Tát, tâm kinh, tháp văn xương 9 tầng ở hướng sao tốt. Về công danh,
sự nghiệp, nên đặt một quả cầu thủy tinh, ấn thăng quan theo hướng sao tốt. Về mặt tài lộc, đặt một con cóc vàng ba chân, thờ thần tài, treo một sâu tiền ngũ đế, theo hướng sao tốt. Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Đinh Mùi trong năm 2024. Đối với nam mạng tuổi Đinh Mùi, hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy, có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Việc dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ. Làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai. Ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Đối với nữ mạng Đinh Mùi, kích hoạt các tính của sao Thái âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz xanh dương. Đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây, hoặc vàng, nâu. Nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao Thái âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc. Vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không vụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng. Không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Cách giải hạn Huỳnh Tuyền năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng, tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Để phòng tai bay vạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Quý vị thân mến, vừa rồi là chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về vận trình tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong 3 tháng phát tài năm 2024 âm lịch. Hy vọng rằng với chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay, quý vị có thể nắm rõ được vận may của mình, từ đó mà đón lành tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý mệnh chủ vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống phía dưới phần bình luận để ban biên tập chương trình luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất. Chương trình đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin trân trọng cảm ơn.